ngồi nhìn mây trôi mãi. Rồi, để làm được một video đó các bạn giờ up to hoặc là share like, các bạn bấm chữ cap khúc. Rồi các bạn tải về cái hình biểu tượng có cây kéo. Sau đó các bạn bấm vào New Project, vào thư viên ảnh, lấy một video ra. Video này các bạn quay thô bằng cách hát hò hay cái chuyện gì cũng được, trôi mãi, nhất là hát. Trôi bên nơi xa xôi mịt mờ. Sau đó các bạn cắt những đoạn thừa thải bỏ đi, bạn vào mục trích dẫn âm thanh, lấy âm thanh ra và bấm vào thanh công cụ echo để tạo tiếng vang. Bạn có thể tùy chỉnh echo bằng thanh công cụ kéo giảm. Trôi mãi, trôi về nơi xa xôi mình. Cứ thế mà các bạn tiếp tục chèn video hiệu ứng của các bạn vào, sau đó cho trả lại kết quả. Ngồi nhìn mây trôi mãi, trôi về nơi xa xôi mịt mờ. Trong cơn mơ chiều nay thôi internet. Đó, các bạn làm thử đi. Nhiều khi các bạn có một biệt tài gì đó là đâu biết được, đúng không? Nhiều khi nổi tiếng thì sao được. Sông bơ vơ gọi thầm tên em, nhớ chiếc lá ô xa cạnh, và mình đi về nơi phương ấy. Còn ra băng cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ.